lái dễ mà, cứ đủ ga hết cái kêu tít tít là chạy thôi. Đấy mà cọc bê tông, mồ mả, cột điện thế thôi. Tại là cho chạy một đoạn, nó chạy được hai ba đường xong cho ông kia chạy. Cháu đúng không? Đấy chạy rồi. Quan trọng nhất là cái chỗ quay đầu thôi. Những chỗ đầu bờ ấy, tiến lùi ấy, làm sao cho phải đèn lúa. Những cánh này gặt luôn không? Gặt hết. Gặt hết luôn à? Ồ, đi trên đường chả thấy lúa, tôi đến đây thì thấy nhiều lúa ghê. Còn nhiều đồng mà, nó đồng nó chưa xóm lẻ đâu. Ờ. Chỗ nào đúng là nó đổ mà phát là không gặt được rồi đúng không? Không, phát đất vẫn cắt được. Thế thì cái này nó ghét, cất bóng thì sao gặt được? Đổ ngập dưới bùn vẫn gặt được. Cái lưỡi sắt à? Cái guồng cào cào quay quay kìa, nó cắm xuống đất à. Nó móc cây lúa lên. Sao nó lắm bùn vào? Không sợ, bắt buộc phải có bùn vào chứ. Em nói tiếng dân tộc để anh em có hiểu không nào? Kim khẩu á? Vâng. Kim khỉ. Tu ma. Kim hi tu ma đâm. Ồ, kim hi tu ma đâm á? Là giảm tháng 7. Là giảm tháng 7 à? Tu cái là con gì? Cái á? Con gà. À. Anh biết tu ma, tu mết con trâu à? Phải. À, phụ phải. Thế khác tiếng Thái một tí. Cái này biết gạt thì nhanh lắm. Người ta không yêu cầu thì mình cứ cắt hết ngọn thôi. Thank you.
ở bên kia còn lâu, chiều nay buổi mai là thôi, chiều đi đến vẫn ta gặp cũng là thôi, đừng phải chia tay cái đường. Bảo tao chắc tao bác cũng nào. Đúng kia là gặp ông bà bác cũng là thôi luôn kìa. Có thằng cấu mà. Thôi chuẩn bị lấy tiền được rồi. Cái ruộng này là bao nhiêu thước? Máy nó không máy đo. Không máy đo hả? Không máy đo luôn à? Đo bằng mắt ạ. Ruộng này không được một xào. Có 3 xào thôi mà. Đám nào? Đám của anh tới á? Cái đám này được bao nhiêu? Đám này chắc không biết hỏi anh, ruộng nhà anh hả? Cái ruộng này là bao nhiêu thước? Đám này 360 đấy. 1 xào á? Đám này là 3 xào á? Anh tới đám nào nữa? Đám này một xào này. Thế cái đám kia phải không? Để cắt luôn. Ôi thật sự có lốt thì chỗ này là cắt lốt hàng kia nữa. Cái này lấy bắt kia luôn, khỏi phải bắt. Có mà. Ơi chỗ này luôn đi. Đang dạy ông kia. Cháu là bao nhiêu tuổi? Cháu à? Hả? Cháu 27 tuổi. Ông nhìn trẻ đấy. Già hơn chú ạ. Già gì? Nhìn như trẻ con đấy. Mấy đứa con rồi? Có 2 đứa rồi. 2 đứa rồi à? Ở dưới xuôi là 27 tuổi là chưa có người yêu đâu. Thế mà ở đây đã 2 đứa con rồi. Một trai một gái à? Khổ hơn chú ạ. Ở đây cần gì mà khổ? Khổ. Ở trên này sướng hơn. Cháu nhìn thấy ở dưới xuôi khổ, đây là nhìn chú nước ra thì biết này. Không, ở dưới đấy nó nắng hơn hay sao chú nhỉ? Khổ hơn, thì da đen hơn. Cái của Thái à? Bố Thái à? Thái là mẹ Thái. Bố Kinh mẹ Thái. Thái ở đâu hả chú? Sơn Na. Đâu, ở xã Triềng Sinh, huyện Mường La, tỉnh Sơn Na. Dạ. Huyền ơi, Huyền ơi. Thôi em dạy lại đi Hưng ơi. Hưng ơi dạy chú ấy tập lái đi. Không để tí cho giám đốc lái vòng. Đám nào nữa? Đám này luôn à?